Rồi, chiều nay được hai cặp rồi cả nhà. Hai cặp con Hero với con Thẹo với con hai con cụ lự với con nâu, nâu nâu. Tới mừng nè. Vô. Phát hiện mấy con ngốc con nó ăn nè, thấy nè, vậy là cũng có nhiều nữa cả nhà, đằng kia nữa kìa, hình như mận là món khoái khẩu của nó hay sao, còn mấy cái kia không thấy nó đeo, mà cũng hết cái gì rồi, hết gì để cho nó ăn đeo à, nay hết hết trứng à. Chắc nhiều đó nó nở nhiều đó sang mùa nước ngọt mùa mưa chắc cũng kiếm được ít giống mà đã ghê mấy con nó bự rồi nó bị chán rồi nè. Cũng nhanh đó nhanh bự ghê chứ hổm hổm thì nó có nhỏ xíu à. Cái trứng này nè nó bằng đó, đó. Nay nó cũng bằng đầu đũa ở bên kia nó coi bên kia cũng có nữa nhìn thấy xa xa là có con thấy khoái này nó chơi được cúng tiếp nha người nè nơi phơi nắng rồi cúng mà đã chưa nắng nắng tới rồi la trời ơi ngày ưu luôn đã quá cái này thôi chết rồi chết rồi nó là gió gió lên làm bóng mát con mắt bị mất la quá nóng la quá con nuôi chưa hơn 3 tuần hơn 2 tuần nữa nhưng nhận được cái điều nhau luôn rồi cách nhau gần cả tuần rồi hay vậy mà nay nó muốn điều nhau à cái con này chưa mở mắt luôn mấy con này cắn cắn rồi mở mắt chậm mấy con này thì mở mấy con hiếm khí nè con này con bự này mở to nắng nó bị như hôm trước thôi giang 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 để tôi làm việc à con này có cái mặt kia con nào trắng giữa đây là hai viền trắng đi còn con này có cái mặt tới tim này con không giống lắm hơi nó mới xíu giờ xếp hàng phơi nắng thôi xếp hàng này quang bên đi nào không có trắng quang bên mà có trắng quang bên đi xếp hàng lại đó. À, đủ hai hàng một hàng lon đen lon xô một hàng trắng 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 đã chưa nay này không có một đen này vô được chưa con tự nhiên như thế này chưa bú ha
nhà tưới ốc ở nhà nó có ốc nó chạy ra cái này, tưới lên về nè là ốc ở phía dưới nó tuôn 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 đó nó này 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 ốc này này ốc rồi ốc lớn này 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 anh dính nó kẻ tay à. Rồi nó rớt xuống rồi nè tưới nhìn là nó ra nó ôi nè đây nè đây nè ôi con ốc cũng lớn rồi. Cũng có nở rồi nha, mình tưởng là không nở chứ làm gì cũng hiệu quả nha cả nhà. Này nắng nóng quá kìa nè, chụp bình sống cũng không nổi rồi, không biết thì đợi tới kịp tới trời mưa không nên nữa. Lục bình cũng héo queo mà giờ không dám xịt nước vô cái nhà, xịt ít ít rồi sợ nó nước mặn mặn nó sợ sống không nổi nữa. Rồi lại đây cho anh nè, lại cho ăn nè, lại cho ăn thức ăn nè, cho ăn thêm nè, nè ăn đi. Trời ơi, thả cặp mình vô cho nó ăn chơi. Không về qua thức ăn này lắm cả nhà. Đó, ăn đây cho nó sạch nha. Cái con kia nó gặm cái xương không à, ta ăn thức ăn còn nó gặm xương không à. Cà phê sữa với con lùng tè của khách mới đưa vô. Rồi cho chúng vô luôn. Đó, phát hiện rồi, phát hiện rồi đó. Đó, dễ dàng rồi đó. Phát hiện rồi. Rồi, đeo luôn rồi. Đeo luôn rồi. Không dữ quá. Này bị chén luôn. Cua cái này tắm tươi luôn. Đưa trong mát cái hết rồi. Hết nhồi 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 nhồi. Cái gì nè. Tôi mấy con này chừng nào nó mát. Chưa dữ tôi mới nhỏ xíu mà có cái mục gì nè. Ngoài nắng nè. Mày nắng la vô mát hết la rồi. Tung tin luôn nè. Đó, mở mắt kìa chơi con cái. U nụ nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.